con chào cả nhà, con mới về. Ủa, về rồi hả con? Dạ. Nhanh lên đi, không thôi trễ giờ cơm đó. Dạ con biết rồi. Nè 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 nè. Con vô trong á, mở tủ ra, có cái hộp thịt dê cô rửa sẵn rồi. Vô ướp liền giùm cô nha. Dạ, ướp bây giờ luôn hả cô? Ngày mai là sinh nhật của thằng Nguyên rồi, bây giờ ướp liền thì nó mới thấm chứ. Ngày mai là sinh nhật của Nguyên hả cô? Làm gì mà con ngạc nhiên dữ vậy? Nè, vô lẹ lên, phụ giùm cô đi. Dạ, con biết rồi. Ôi, công nhận mấy người đánh yếu lâu ghê lắm. Để mình ngủ một giấc mình chờ người ấy yếu nè. Bây giờ tao không thích chơi nè, mà tao thích chọi nè. Xuyên lắm mà. Rồi hôm nay học tới đây thôi đó. Làm ơn sáng mai là phải học hết một khối mấy cái bài hôm nay đó nha. Trời đất ơi, quá trời bài luôn, học sao nổi. Kêu học thì học đi, rõ chưa? Rõ gì làm như quân đội, rõ chưa? Chưa rõ. Đổi cái thằng này. Nè. Ôi nhiều quá đi. Lại giữ cái này đi. Cái gì vậy? Quà sinh nhật của em đó. Ôi nhớ quà sinh nhật luôn. Sao mà không nhớ được? Cô chỉ có duy nhất có một cậu học trò này thôi à. Làm sao mà sư phụ không thể nào nhớ sinh nhật có đệ tử được chứ. Chứ nhận người dễ nha. Nói chung là cũng tạm á. Nhưng mà để coi coi vui bao nhiêu là tùy vào món quà nha. Nhưng mà cô tặng em bất ngờ vậy, em có cảm động không? Có chút chút. Để coi cái đã, đợi chút nè. Coi đi. Ui. Cái viết hả? Em hãy sử dụng cái viết này để đạt kết quả thiệt là tốt ở trong thành tích học tập của em biết chưa? Biết rồi, cảm ơn cô nha. Cảm động không? Cũng thường thường à. Thường thôi hả? Vậy là món quà này chưa đủ làm cho em cảm động kinh điển đúng không? Vậy thì con phải hát tặng cho em nữa thì mới là cảm động kinh điển luôn. Thôi khỏi đi. Người đâu mà ngốc ghê, người đâu mà chán ghê, chàng quý. Khỏi đi, khỏi đi, nghỉ hát đi, nghỉ hát đi. Đi về giùm mi, đi về giùm mi. Trời ơi, gì mà đuổi sư phụ mình dữ vậy trời. Đi về, đi về, đi về, đi về. Rồi, người gì đâu. Rồi, vô đi. Trời ơi, cái thằng này về, không về, tin về, về đi. Thôi, đi về, đi về. Cái thằng nhóc này. Nguyên ơi. Thôi, đừng có đi vô. Ủa? Xíu xíu rồi gọi lại cho. Ủa chị? Chị kiếm em hả? Chị có sao không? Không sao. Mà ngày mai là sinh nhật của cậu hả? Dạ. Vậy cậu thích quà gì? Dạ thôi, quà cáp gì. Hôm bữa chị tặng cho em cái áo sơ mi đó, coi như đó là quà đi. Không được, cái đó khác mà. Dù sao bây giờ tôi cũng không có tiền mua đồ hiệu cho cậu. Nhưng mà tôi có thể làm bằng tay mà. Cậu thích gì? Nói đi. Em thích là chị đi coi phim với em nha. Coi phim hả? Cái phim đó hay lắm. Mà con một mình thì buồn. Nhưng mà nếu chị rảnh thì đi, còn không thì thôi. Mai nếu là ban ngày thì tôi rảnh. Tranh thủ làm hết việc nhà buổi sáng là được rồi. Cậu chỉ tôi cách đặt vé được không? Được. Không cần cái đó. Được đây. Đó, thì chị đích vô đây. Hả? Thành công rồi đó. Suốt mình coi là suốt buổi chiều. Tôi biết rồi. Em cảm ơn chị về món quà sinh nhật. Sao lại cảm ơn tôi? Cũng nhờ cậu mà tôi mới được đi coi phim mà. Thì cảm ơn chị vì chị đi xem phim với em. Vậy mai đi ha. Dạ, mai đi. Yes! Giờ dày nha. Không được phung phí. Để dành mà mua sách nghe không? Sinh nhật vui vẻ. Dạ con cảm ơn ông. Đây, quà của ba mẹ cũng là tiền. Con thích được nhận tiền rồi đúng không? Dạ. Sinh nhật vui vẻ. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Sinh nhật vui vẻ. Em cũng có quà cho anh nữa. Chúc mừng sinh nhật nha. Wow. Cảm ơn Tâm Anh nha. Sinh nhật anh gì mà cũng không có một món quà nữa. Sinh nhật có gì to tát đâu. Bởi vậy đâu có dám hy vọng đâu. Nè, đây nè, người ta đưa kìa. Ồ, biết tặng quà nữa. Bài tập về nhà của em á, làm xong trả lại cho em nha.
Cảm ơn. Rồi qua nay Ngân Sĩ nó không về hả? Nó về rồi ba, về hồi tối lận. Mà chắc sáng nay có công chuyện gì đó nên đi sớm. Nè, phải không Tâm Ý? Dạ, hình như là vậy đó cô. Riết rồi, cái nhà này nó giống như cái nhà trọ của thằng Sĩ á. Chúc mừng sinh nhật nha. Cảm ơn chị. Ngày xưa vui. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật bạn mình ơi. Ừ, bạn. Đón đi, bạn đón đi. Ê, sao chị dơ vậy? Sao tao đánh kèm ai vậy? Chị dơ tôi. Sinh nhật mà, vui đi. Tao nói là được có chết rồi mà. Thôi mà, cái gì vậy? Mọi người giỡn xíu làm căng quá vậy. Cô biết là cái áo này tôi thích lắm không? Giặt được mà. Trời ơi, thiệt luôn á. Nguyên. Nguyên. Chị ơi, em ăn sinh nhật xong rồi. Một giờ gặp nhau ở trước nhà nha chị. Bây giờ tôi phải đi đến bệnh viện của chú. Sau đó tôi sẽ đến thẳng rạp phim luôn. Khoảng trước 2 giờ. Chị biết rạp chiếu phim ở đâu không? Rạp phim gần bệnh viện mà. Đừng lo, tôi tự tìm đường được mà. Chút nữa gặp nha.